Xin chào anh em đến với độ xe Việt Nam.com. Thì hôm nay mình bắt đầu bảo dưỡng cái chiếc xe Exciter 135 lên full 155 TBA nha anh em. Đây thì cái máy mình mới làm xong thì mình có dặn chủ xe là một tuần sau qua mình canh chỉnh với lại là mình thay nhớt anh em ha. Đây, nhớt sau một tuần đây nha anh em. Thì nó còn mới nhưng mà mình thay cho nó máy nó ok, tại vì máy mình đi làm mình ở làm tay dên rồi bạch đạn dên rồi nói chung là full máy mới cho nên mình thay cho cái ba dớ nó ra hết nha anh em, thì nó sẽ tốt cho máy mình hơn. Nói chung là đồ bây giờ thì nó đã kỹ thuật rất là cao rồi, nói chung không còn như hồi xưa nó có ra ba dớ nhiều nhưng mà mình nên thay nha anh em. Thì đây mình đang chuẩn bị thay nhớt ha, chút nữa mình sẽ nổ máy lại cho anh em coi cục máy 155 VVA nó êm như thế nào anh em ha. Rất là êm và rất có lực nha anh em, chạy đồ nó bền như đồ zin. Vì mình thay nhớt cho mấy anh em là nhớt của Pháp nha anh em, hàng của Total, đúng nhớt là 2040 nha anh em, chứ mình không có chơi nhớt lỏng anh em ha. Tại vì anh em hiểu sao cái máy nó nóng lên là cái nhớt nó sẽ lỏng ra nha anh em, nhưng mà anh em đi nhớt lỏng quá thì lúc mà máy nóng lên thì nó không có độ nhờn nhiều nha anh em. Mình lúc nào mình cũng coi cái độ nhớt là phải là 20 mình mới gắn cho mới thay cho chủ xe anh em ha. Rồi thì sau khi một tuần chủ xe đã kéo máy rồi anh em thấy không? Cái máy rất là êm ru nha anh em, đây anh em ha. Quá êm luôn, êm như máy zin không khác nào luôn. Thậm chí êm hơn nhiều chiếc xe máy zin nổi anh em. Nhiều chiếc máy xe máy zin nó nổ còn kêu giọng nồi, nhưng mà xe này thì anh em coi ha. Cục máy rất là êm ha, mình đã để mic sát cho anh em nghe luôn ha. Đây, quá êm. Đây, mình test lại cái lực máy thử nó còn không nha anh em. Anh em nghe lực máy luôn anh em ha. Còn khiếp hồn hơn lúc mới làm nữa anh em. Anh em nghe lại không ha. Không khác gì mấy cái xe độ lớn nha anh em. Máy thì êm ru mà lực máy thì quá khiếp hồn. Đây, thì mình xin giới thiệu với anh em cái cấu hình bài full 155 58 gen zin, bài bền, hàng hãng của Yamaha, nhưng mà lực máy rất là mạnh. Thì anh em có thể tham khảo thêm cái cấu hình của bài này ha. Nó vừa có độ bền mà có vừa lực mạnh nha anh em. Thì mà tại chỗ thì mình cũng rồ sơ thôi chứ mình không có rồ nhiều nha anh em, tại vì mình để bảo dưỡng cục xe ha. Chỉ một hai lần cho anh em nghe thôi. Thì khi anh em ra đường thì anh em có thể kéo thì cái máy nó sẽ nó hoạt động, nó có lực kéo thì nó đỡ hơn nha anh em. Chứ mình rồ nhiều một chỗ thì cái máy nó không có tốt cho chủ xe. Thôi thì xin chào tất cả anh em ở đây. Thì mình có ba bài cấu hình bền mạnh cho anh em làm máy là full 135, 150 và 155 VVA. Thì tùy anh em chọn thôi. Mình cung cấp đủ ba cấu hình zin cho anh em. Đây, cái xe này thì mình bảo hành cho chủ xe 1 năm cho nên anh em có thể yên tâm mà chạy ha. Bài rất là bền. Rồi, xin chào tất cả anh em.